Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hiện ngành chăn nuôi Việt Nam mới chủ động được 35% nguyên liệu đầu vào, 65% nhập từ nước ngoài. Chính vì thế, phải tái cơ cấu hệ thống cây trồng để phấn đấu chủ động được khoảng 50% nguồn nguyên liệu. Chúng ta phải có một nền chăn nuôi tự chủ thì vấn đề là sẽ chuyển một cái số diện tích đất mà trồng trọt không hiệu quả sang trồng cây, thức ăn. Và đặc biệt là vừa rồi Bộ đã chỉ đạo tập đoàn Đà Hớt phối hợp cùng với Cục Trồng trọt, Cục Chăn nuôi xây dựng các cái hợp tác xã trồng sắn và ngô ở các tỉnh Tây Nguyên để đảm bảo thu mua khép kín, phục vụ trực tiếp cho sản xuất thức ăn chăn nuôi. Đây cũng là một cái biện pháp mà chúng ta thấy rằng sẽ đem lại hiệu quả. Thứ nữa là chúng ta thấy rằng là cái việc mà nhập khẩu thức ăn liên tục như thế, kể cả cây cỏ, thì đợt này chúng ta sẽ tập trung vào trồng ngô sinh khối, tập trung vào chế biến 1,5 triệu tấn cái phế phụ phẩm nông nghiệp để chuyển làm thức ăn cho đại gia súc. Và đây chính là cái mà chúng ta tiết kiệm được cái ngoại tệ nhập khẩu thức ăn. Thịt lợn, lúa gạo, rau quả được dự báo những tháng cuối năm sẽ không căng thẳng nhờ có nguồn cung dồi dào. Trong 7 tháng đầu năm, sản lượng thịt hơi xuất chuồng của cả nước khoảng 2,1 triệu tấn, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, giá thịt lợn 7 tháng đầu năm so với bình quân năm ngoái giảm trên 20%. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, để cân đối cung cầu, từ nay đến cuối năm cả nước phải đạt sản lượng thịt các loại khoảng 7 triệu tấn, tăng 4% so với năm ngoái. Trong đó, sản lượng thịt lợn hơi phải đạt trên 4,2 triệu tấn, sản lượng thịt gia cầm đạt trên 1,9 triệu tấn.